Yeah. Với bệnh nhân nam 46 tuổi, leukemia. Em kính chào thầy cô, kính chào quý đồng nghiệp ạ. Em xin báo cáo bệnh nhân ạ. Bệnh nhân nam 46 tuổi, địa chỉ Quang Bình, Hà Giang, vào viện hồi 8 giờ 30 ngày 1 tháng 6. Lý do viện là mệt mỏi căng tức bụng. Bệnh nhân tiền sử khỏe mạnh, cách vào viện bệnh sử các viện khoảng 4 tháng, bệnh xuất hiện căng tức bụng trên rốn, cảm thấy bụng to lên, sờ thấy khối cứng ở bụng, không sốt không nôn, người mệt mỏi, ở nhà dùng thuốc nam không đỡ vào viện. Lúc vào người bệnh tỉnh tiếp xúc được, da niêm mạc hồng nhạt, không sốt không nôn, người mệt mỏi, ăn uống kém. Căng tức bụng, khám bụng mềm, chứng nhẹ, gan to dưới bờ sườn 4 cm, lách to độ 4, mật độ chắc, bờ không đều, ấn tức, tim nhịp đều, T1, T2 rõ, phổi không gian, đại tiểu tiện bình thường, hạch ngoại vi không sở thấy, mạch 82 lần trên phút, huyết áp 110 trên 7, nhiệt độ 37 độ C. Các xét nghiệm cận lâm sàng bắn trên slide. Vâng, chẩn đoán sơ bộ là leukemia, điều trị truyền dịch, kháng sinh Cepha 2 gram trên ngày, kháng viêm Depasan 2 ống tiêm tĩnh mạch, bổ máu. Đề nghị hội chẩn là chẩn đoán điều trị đã phù hợp chưa, các xét nghiệm cận lâm sàng cần làm thêm để chẩn đoán và hướng chữa trị tiếp theo ạ. Em xin thành cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn bệnh viện Quang Bình. Thì trong lúc chúng ta chờ thầy Lưu có công việc một chút thì xin mời ý kiến trước của cô Hoa trước ạ. Chuyên ngành về huyết học ạ. Kính thưa giáo sư Thành, kính thưa các thầy cô, các anh chị đồng nghiệp ạ. Đối với ca lâm sàng này là một bệnh nhân nam 46 tuổi vào viện vì lý do là mệt mỏi. Thứ hai đó là bệnh nhân này thì trên khám thì có cái tình trạng là thiếu máu, galacto và trên siêu âm thì lại có cái hình ảnh của cả hạch to nữa. Thì về xét nghiệm của bệnh nhân thì có cái tình trạng là thiếu máu, huyết sắc tố là 81. Thứ hai đó là tiểu cầu của bệnh nhân thì lại bình thường 418, và đặc biệt là có cái tình trạng tăng bạch cầu, số lượng bạch cầu tăng rất là cao. Tuy nhiên là trong này thì các bạn đọc có ba cái thành phần bạch cầu là bạch cầu trung tính, mono và lympho, thì tổng ba thành phần bạch cầu này là 100% và mono thì có tăng một chút. Về cái việc chẩn đoán thì các bạn về siêu âm thì có cái hình ảnh là gan thì gan lách thì rất là to. Thì về cái chẩn đoán các bạn chẩn đoán là leukemia thì hoàn toàn là thống nhất ý kiến với các bạn là nghĩ đến một leukemia trên bệnh nhân này, cả về lâm sàng lẫn về xét nghiệm. Tuy nhiên là leukemia nó là một cái bệnh lý mà phải làm các cái rất là nhiều các cái xét nghiệm và làm chẩn đoán và điều trị ở tuyến chuyên khoa. Như vậy là các bạn nghĩ đến leukemia ở đây đã rất là tốt rồi. Thế thì cần phải làm những cái xét nghiệm nào để chẩn đoán đối với bệnh nhân này? Thì cái xét nghiệm đơn giản nhất đó là cái xét nghiệm về huyết đồ, tức là các bạn lấy máu ngoại vi và các bạn kéo lan. Ở đây thì cái số lượng mà các bạn cung cấp ở trong cái xét nghiệm đấy thì đấy chính là cái xét nghiệm chạy máy. Tuy nhiên là mình cần phải làm huyết đồ, tức là mình lấy máu bệnh nhân, sau đó thì mình kéo lam. Mục đích kéo lam là gì? Là mình sẽ phải tìm các cái loại tế bào. Ở đây là mình sẽ phải tìm hai loại tế bào. Một đó là tế bào có tế bào blast hay không, tức là tế bào non ác tính hay không. Thứ hai đó là bệnh nhân này thì về lâm sàng và xét nghiệm thế này nghĩ nhiều đến là một cái leukemia kinh dòng bạch cầu hạt, thì mình cần phải tìm các cái tế bào trung gian dòng bạch cầu hạt ở trong máu ngoại vi của bệnh nhân nữa. Cái này thì ở viện mình có thể làm được không ạ? Báo cáo cô là hiện tại mình có mình chưa làm đúng huyết đồ ạ. Dạ vâng ạ. Đó là cái xét nghiệm đơn giản nhất để mà chẩn đoán đối với leukemia. Tuy nhiên là các bạn cũng không không thể làm được. Thế thì ngoài ra thì mình sẽ phải làm thêm rất là nhiều các cái xét nghiệm khác để về mặt chẩn đoán cũng như là tiên lượng. Đó là xét nghiệm tủy đồ, sinh thiết tủy xương trong các cái trường hợp mà tủy nghèo tế bào, hoặc là có thể phải làm các cái xét nghiệm nhuộm flow để tìm bản chất tế bào đó là gì. Làm các cái xét nghiệm để đánh giá tiên lượng như là xét nghiệm công thức nhiễm sắc thể, rồi xét nghiệm gen cho bệnh nhân. Từ đó thì mình mới có cái biện pháp điều trị phù hợp. Đối với bệnh nhân này thì mình cũng có thể là phải làm các cái xét nghiệm như là tủy để mình tìm các cái chẩn đoán về cái leukemia kinh dòng bạch cầu hạt, tức là có một cái tình trạng là tăng sinh của tủy rất là mạnh, thứ hai là tăng sinh các cái tế bào dòng trung gian bạch cầu hạt ở trong tủy xương. Về xét nghiệm về tiên lượng thì mình cần phải tìm các cái xét nghiệm về gen, ở đây là mình tìm cái gen ABR, BCR, đồng thời là cái công thức nhiễm sắc thể thì mình tìm cái nhiễm sắc thể PH1. Từ đó thì trong cái việc nếu mà bệnh nhân có cái xét nghiệm mà chẩn đoán là leukemia kinh dòng bạch cầu hạt thì mình sẽ có cái phác đồ điều trị cho bệnh nhân. Về điều trị thì
mà đối với bệnh nhân này thì các bạn ở đây thì có truyền dịch, có dùng kháng sinh và có dùng dexamethasone. Thì cái việc truyền dịch cho bệnh nhân thì có thể là mình có thể truyền dịch cho bệnh nhân, có thể truyền 2 đến 3 lít dịch. Tuy nhiên là việc dùng kháng sinh đối với bệnh nhân này thì bệnh nhân này không có cái tình trạng nhiễm khuẩn nên việc dùng kháng sinh thì có lẽ là không cần thiết. Việc dùng dexamethasone đối với bệnh nhân này cũng như thế ạ. Và các cái thuốc bổ máu thì chủ yếu là các cái thuốc bổ sung sắt. Tuy nhiên là sắt ở trong các cái bệnh nhân về leucemi thì thường là có cái rối loạn chuyển hóa sắt và thường là thừa sắt. Chính vì thế nên là mình sẽ không dùng các thuốc này. Bệnh nhân này thì hôm qua thì em cũng có liên hệ với lại bệnh viện Quang Bình để chuyển bệnh nhân lên bệnh viện Hà Giang. Bởi vì là cái số lượng bạch cầu tăng rất là cao thì chính vì thế nên là mình sẽ về cái việc điều trị là mình sẽ phải dùng các cái thuốc để mà làm giảm bạch cầu trước. Bệnh nhân này nếu được thì chuyển lên tuyến trên là tốt nhất, tuy nhiên là bệnh nhân không có điều kiện nên là chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Vâng, tôi nghĩ ca này có thể chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang được, vì bệnh viện tỉnh Hà Giang gần như bây giờ là chúng ta đã làm được hết tất cả những cái kỹ thuật và những cái điều trị những cái bệnh cũng khá là chuyên sâu rồi. Xin hỏi thêm cô Hoa là về một là thứ nhất là cái bạch cầu tăng cao như này thì cái nguy cơ như thế nào đối với bệnh nhân? Dạ vâng, đối với chính vì cái nguy cơ đấy mà chúng ta phải chuyển lên bệnh viện tỉnh sớm. Dạ là một. Thứ hai nữa là cái xét nghiệm về gen và nhiễm sắc thể ấy, trong trường hợp này chúng ta có nhất thiết là phải làm ngay không? Đấy, vì ở Hà Giang thì tôi biết là sẽ làm được huyết tủy đồ và làm cả sinh thiết tủy xương vân vân rồi. Dạ. Thì chúng ta có nhất thiết phải làm ngay cái xét nghiệm này hay không? Dạ vâng, kính thưa thầy Thành là đối với bệnh nhân mà có bạch cầu máu là 292 tăng rất là cao như thế này thì cái nguy cơ đó là cái nguy cơ tắc mạch. Và chính vì thế nên là cái việc mình làm đầu tiên đối với cái bệnh nhân này đó là mình sẽ phải làm thế nào để giảm bạch cầu. Nếu mà ở các bệnh viện tuyến chuyên khoa thì có thể là dùng các cái máy để gạn bạch cầu, tức là làm giảm bạch cầu rất là nhanh. Thế còn ở các cái bệnh viện tuyến chuyên khoa, không phải tuyến chuyên khoa thì mình có thể phải dùng các cái thuốc để làm giảm bạch cầu cho bệnh nhân. Ở đây thì mình có các cái thuốc hydroxyurea để mình dùng cho bệnh nhân. Và cái này thì cũng đã có ở tuyến tỉnh thì các bạn ấy cũng nói là có cái thuốc này để điều trị cho bệnh nhân rồi. Thì các bạn có thể dùng liều từ 30 đến 60mg trên 1kg cân nặng. Thứ hai đó là việc về cái việc là có cần phải làm các cái xét nghiệm về gen hoặc là nhiễm sắc thể cho bệnh nhân hay không. Thì đối với bệnh nhân này nghĩ nhiều đấy là một cái leucemia kinh dòng bạch cầu hạt. Thì trong cái leucemia kinh dòng bạch cầu hạt thì cái điều trị đặc hiệu, tức là điều trị để ức chế cái hoạt động hoạt tính của cái tyrosinase do cái gen PH1 do cái nhiễm sắc thể PH1 và gen ABR-BCR gây ra, nó có vai trò rất là quan trọng. Thì nếu có thể làm được thì mình sẽ làm sớm cho bệnh nhân để mình có cái điều trị đặc hiệu, đó là điều trị bằng imatinib cho bệnh nhân ạ. Vâng, như vậy cái xét nghiệm đó thì chúng ta có thể chuyển từ Hà Giang về làm ở tuyến trung ương được không, hay bắt buộc phải chuyển bệnh nhân về để làm? Có thể các bạn, nếu các bạn chọc tủy được cho bệnh nhân thì mình có thể lấy cái dịch tủy xương đó và chuyển xuống dưới này thì mình có thể làm cho bệnh nhân được ạ. Vâng. Hà Giang có làm được không ạ? Dạ, em thấy em ở miền Hà Giang thì hiện tại bệnh ở viện em thì bệnh nhân này em đã được tiếp nhận bệnh nhân này và hôm nay bệnh nhân vào với tụi em là lượng bạch cầu là hơn 375 giga trên lít ạ. Và cũng như cô Hoa thì cũng là ở đây em đã cho truyền dịch và thứ hai là cho dùng hydroxyurea với liều là 3g ạ. Và hiện tại thì trên em có trồng được tủy ở bệnh nhân này, nhưng mà vấn đề là vận chuyển mẫu và gửi dịch tủy để về dưới kia làm được gen Philadelphia thì em đang thấy hơi khó khăn ở giai đoạn đấy ạ. Là cách bảo quản mẫu và dịch tủy xương như nào ạ? Có phải là bác sĩ Trang đúng không ạ? Em là chị ạ. Vậy thì có thể là sẽ liên hệ trực tiếp với bác sĩ Trang để mình sẽ hướng dẫn về cái việc là lấy mẫu như thế nào và chuyển lên bệnh viện nào để xét nghiệm cho bệnh nhân. Để sau đó thì có một cái thuốc, chắc bạn là học dưới này thì cũng biết rồi, đó là có cái thuốc điều trị đặc hiệu đối với lại bệnh leucemia kinh dòng bạch cầu hạt, đó là imatinib. Thì bệnh nhân phải xuống dưới các cái bệnh viện tuyến chuyên khoa thì mới được phát các cái thuốc đó. Vâng ạ, em cảm ơn ạ. Và cái liều của các bạn dùng 3g đối với bệnh nhân này như thế là được rồi. Bạn có thể dùng thêm allopurinol để làm giảm cái nguy cơ mà có các cơn gút cấp cho bệnh nhân nữa. Dạ vâng ạ, vì hiện tại em cũng đã cho bệnh nhân dùng allopurinol kết hợp ạ. Bệnh nhân này có LDH thì là hơn 500 và acid uric của bệnh nhân là cũng hơn 600 ạ. Công thức bạch cầu thì hôm nay lúc em đo trên máy thì hiện tại là công thức bạch cầu lúc ở trên này là không đo được và em đã phải kéo lan huyết đồ luôn ạ. Mai thì em phải cho bệnh nhân chọc tủy ạ. Cái tôi em cũng đã gửi lên hệ thống và trên cái bệnh nhân này thì hôm nay các chúng em cũng đã hội chẩn và cũng đã có những cái phim về chẩn đoán hình ảnh chúng em cũng gửi và cũng nhờ thầy Lưu xem này, bởi vì cái phim chỗ chụp cắt lớp cũng có một số vấn đề và em muốn tham khảo ý kiến của các thầy cô ở dưới Hà Nội ạ. Vâng, xin cảm ơn Hà Giang. Hà Giang đã tiếp nhận ca và chúng ta xử trí rất là kịp thời.
Mời thầy Lưu về chẩn đoán hình ảnh. Cái ca này thì thực ra là bệnh nhân nhóm leukemia, thực ra là chuẩn đoán ảnh thì đóng không góp không nhiều vai trò. Hôm nay rồi em cũng không xem bệnh nhân này đâu, nhưng mà vừa mới đưa cái hình ảnh gửi lên đây thì các anh chị chụp các lớp vi tính nhưng mà cũng không tiêm thuốc cản quang. Thì thực ra thì đúng là những bệnh nhân leukemia thì phần lớn chúng ta sử dụng siêu âm là chúng ta có thể dừng lại cái chẩn đoán rồi. Trong bệnh cảnh là chúng ta thấy được gan to, lách to. Tuy nhiên nếu như có cái dấu hiệu thì chúng ta nghi ngờ mà chúng ta cho rằng siêu âm chưa bộc lộ hết thì chúng ta chụp cắt lớp. Thì những trường hợp đấy chúng ta vẫn nên tiêm thuốc cản quang ạ. Vì nếu như mà không tiêm thuốc cản quang chúng ta rất khó phân biệt ruột những các cái cấu trúc khác trong ổ bụng. Thậm chí có một số trường hợp khối trong ổ bụng cũng rất khó đánh giá chứ không phải dễ đâu ạ. Quang Bình tại sao, xin lỗi thầy Lưu, Quang Bình tại sao chúng ta chưa thực hiện cái tiêm thuốc cản quang? Quang Bình nghe được không ạ? Người bệnh này thì có ure creatinine hoàn toàn bình thường đúng không? Có nguy cơ gì không thầy Lưu? Không, trong cái chụp tiêm thuốc cản quang không đúng không? Không, chỉ nguy cơ bị dị ứng vâng. Thế thì trong đây thì chắc là các anh chị trên đây cũng sẽ có cái băn khoăn là có một cái khối nó nằm ngay cạnh cái lách để tròn tròn đấy ạ. Thế tuy nhiên để xem cái này nó là cái gì thì chúng ta rất cần tiêm thuốc cản quang vì chúng ta xem cái tính chất bắt thuốc. Vì sao cái này gợi ý rất ngay đến một cái lách phụ. Bình thường cái lách phụ rất là nhỏ, khi mà trong bệnh cảnh leukemia thì cái lách phụ nó cũng to lên, cái tỷ trọng nó rất giống cái lách ngay bên cạnh đấy ạ. Đấy, nếu chúng ta tiêm thuốc nó bắt thuốc tất cả các thì động mạch tĩnh mạch đồng tỷ trọng với nhu mô, và đặc biệt pha tĩnh mạch bắt thuốc đồng nhất và pha động mạch nó bắt thuốc không đều thì rất là điển hình là một cái cấu trúc nhu mô lách. Và cái này thì dù sao cũng vẫn nghĩ đến một cái lách phụ. Ồ, nó cũng to lên thôi ạ. Dạ vâng, xin hết ạ. Vâng. Hà Giang còn có lưu ý gì cần hỏi thầy Lưu không ạ? Dạ, báo cáo với thầy Thành là phim thì chúng em đẩy lên hệ thống hai cái phim chúng em đã cho chụp cả tiêm thuốc và phim thường và tiêm thuốc rồi ạ. Em nhờ thầy Lưu, và đúng như thầy Lưu đã nói thì chúng em chính vì chúng em thấy có nghi cái lách phụ nên chúng em mới chụp, mới phải gửi lại để các thầy xem cho chúng em cái trường hợp này. Vâng, tức là Hà Giang có đã chụp lại một CT khác có tiêm thuốc đúng không ạ? Còn CT vừa rồi vâng, là của Quang Bình. Vâng. Thầy Lưu có thể show cái hình ảnh ra được không ạ? Đây cái hình ảnh này của bệnh viện tỉnh đây. À, vẫn không thấy có thuốc ạ. Hay là có cái mở, em mở lại cái ca kia xem nào. Vâng, trong lúc thầy Lưu và bên kỹ thuật chuyển hình ảnh lên thì thầy Huy có ý kiến gì không ạ? Báo cáo thầy Thành, em cũng không có ý kiến gì thêm, nhưng mà xin được hỏi cô Hoa đây một câu hỏi để học tập. Thì ngày xưa thì khi mà học trong trường thì các thầy cô nói là cái bất thường nhiễm thể Philadelphia thường nó di chuyển. Về leukemia kinh là nó hay di chuyển qua cái nhiễm bất thường nhiễm thể đấy, thì nếu mà trong trường hợp bệnh nhân này mà có bất thường về nhiễm thể Philadelphia thì mình có hướng dẫn gì cho sàng lọc cho anh em chị em ruột của bệnh nhân hoặc là con cái của bệnh nhân không? Dạ, kính thưa thầy Thành, kính thưa anh Huy, về cái nhiễm sắc thể PH1 thì cái nhiễm sắc thể Philadelphia thì nó được tạo thành là do cái chuyển đoạn từ cái nhiễm sắc thể số 9, tức là cái gen ABR trên cái nhiễm sắc thể số 9 được chuyển sang gắn với lại cái đoạn của nhiễm sắc thể số 22 có gen BCR đó, và nó tạo thành một cái tổ hợp gen ABR BCR và tạo thành đấy chính là cái nhiễm sắc thể PH1 mà mình thường nhắc đến. Thế thì về cái vấn đề về di truyền thì cái nhiễm sắc thể PH1 thì ngoài trong cái bệnh leukemia kinh và mạch cầu hạt thì nó lại có thể gặp trong rất là nhiều các cái bệnh lý về ung thư khác nữa. Chính vì thế nên là nếu như mà bệnh nhân này có cái nhiễm sắc thể PH1 thì mình cũng có thể là tầm soát cái nhiễm sắc thể PH1 và gen BCR ABR cho các cái thành viên trong gia đình, bởi vì thực tế là làm cái gen và cái nhiễm sắc thể này thì nó cũng không phải là quá tốn kém. Dạ, cảm ơn cô Hoa. Thầy Lưu có thể phân tích cái hình ảnh từ Hà Giang được không? Vâng, em đang xem đấy. Trên cái hình ảnh này thì cái cấu trúc này ranh giới rõ, bờ thì sắc nét và bắt thuốc luôn luôn đồng tỷ trọng với lại nhu mô lách. Thì đang xem là có cái nhánh mạch có nuôi của cái lách của cái cấu trúc này có xuất phát từ các nhánh động mạch lách không, mà thực sự cái này không quan sát được trên cái này, nhưng dù sao với hình như này thì vẫn gợi ý đây là một cái lách phụ. Thầy có chỉ rõ hơn cái ranh giới của cái lách phụ không? Đây, cái này rất rõ đấy ạ.
đây cái cấu trúc tròn này, này cả cái lách to đây ạ, này cấu trúc nó tròn tròn này, mở rất là rõ nét, sắc nét đấy. Bởi vì các anh chị đặt ra dấu hỏi rất là nó đúng, bởi vì thường cái lách phụ ấy, nó nằm ở phía trên cao gần ngay cái đuôi tụy. Tuy nhiên trường hợp này là cái lách có to nên là cái dây chằng tụy tỳ dây chằng giữa đuôi tụy và lách ấy, nó căng, nó trễ lách xuống thì cái lách phụ có thể nằm ở cái vị trí thấp như thế này, không có gì lạ đâu. Vâng. Vậy thì cái lách phụ này nó có ảnh hưởng gì trong cái quá trình điều trị và cái biểu hiện triệu chứng của leucemia không cô ạ? Dạ không ạ, cái này chứ không gì đâu. Hoàn toàn không đúng không ạ? Xin cảm ơn các thầy cô. Xin mời ý kiến từ Hà Giang và từ Quang Bình ạ. Vâng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, chúng em xin cảm ơn. Thì lúc nãy chúng em gửi cái phim này lên là chúng em cũng đang nghi ngờ một cái lách phụ hoặc là một cái hạch. Nhưng mà qua ý kiến thầy Lưu thì chúng em này cũng xin cảm ơn thầy Lưu. Và chúng em sẽ coi như cái đó là cái lách phụ của bệnh nhân để chúng em tiếp tục theo dõi ạ. Và ngày mai thì chú bác sĩ Trang của Hà Giang sẽ liên hệ với cô Hoa để xem là chúng em nào chọc cái huyết tiểu đồ xem chuyển như thế nào. Cảm ơn các thầy cô ạ. Con Bình có ý kiến gì không ạ? Dạ em xin chân thành cảm ơn các thầy, em không có ý kiến gì thêm ạ. Vâng, cảm ơn Quang Bình. Và xin được quay lại đầu cầu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang với bệnh nhân nữ 84 tuổi u phổi phải. Mời Hà Giang ạ. Vâng, em xin chào các thầy và các quý đồng nghiệp. Em xin trình bày các bệnh nhân trần ạ. Bệnh nhân nữ 84 tuổi vào viện lý do chóng mặt đau ngực, tiền sử bệnh nhân tăng huyết áp điều trị theo sổ mãn tính, chóng mặt tăng men gan điều trị nhiều lần tại tuyến huyện và đã được cắt lý mật ra sỏi năm 2019 này. Bệnh sử đến vào viện một tháng thì bệnh nhân xuất hiện đau đầu chóng mặt, kèm theo tức ngực phải, ho khan, không sốt, ăn uống tốt lại thành viện bình thường, không về chút cân. Và bệnh viện được điều trị không đỡ chuyển tuyến chuyển bệnh viện Hà Giang. Tình trạng lúc vào bệnh nhân tỉnh mạch 70 lần trên phút, huyết áp 110/60 mét thủy ngân, đau tức, đau chóng mặt, đau ngực phải, tim nhịp đều phổi hai bên không khí tốt, gan lách không bụng mềm, gan tốc, gan lách không to, các cơ quan khác cũng phát hiện bất thường. Các kết quả xét nghiệm mà kết quả chẩn đoán hình ảnh em đã gửi lên slide chẩn đoán là một cái u phổi trải với đoạn tiền đình tăng huyết áp, sơ gan chapet A trên bệnh nhân viêm gan C. Em xin ý kiến của trần của các thầy ạ. Vâng, cảm ơn bệnh viện Hà Giang. Lúc trước thì chúng ta có một ca là có một cái khối ở trong phổi và nghi ngờ là u, nhưng thầy Lưu đã phân tích là không nghĩ đến. Thế còn trong trường hợp này thì xin mời ý kiến của thầy. Vâng, anh chị đưa ra một cái ca này cũng rất hay đấy, nên là những cái có thể gọi là những cái ca lâm sàng để bàn luận là u không u rất là hay đấy. Trong cái giảng dạy thì những ca này hoàn toàn có thể đưa làm giảng dạy cho sau đẹp được đấy ạ. Trên bệnh nhân này thì có một cái khối ở phổi bên phải, nhưng mà khoan bàn luận về những cái khối này trước thì bệnh nhân này là có rất nhiều những cái nốt mờ và những dải sơ đấy. Đỉnh phổi bên phải, bên trái cũng có một số nốt, như nốt này nốt điển hình là nốt vôi hóa. Đấy. Và cái này thì nó cũng gợi ý một cái tổn thương lao cũ rất hay gặp ở Việt Nam. Ngoài ra thì bệnh nhân có những cái vùng kính mờ ở phổi và đặc biệt là xuất hiện một số cái nốt mờ hình chồi cây đấy, đấy giống như hình cành cây, và thậm chí là còn nhìn được cái tiểu phế quản chứa dịch bên trong. Đây là cái tiểu phế quản chứa dịch và tạo thành chồi cây rất là đẹp. Đây là những cái hình ảnh như thế này thì là chúng ta gặp phải trong một số bệnh. Một là bệnh lao phổi, hai là bệnh viêm phế quản phổi, phế quản với viêm đấy ạ. Và những cái viêm phổi ngoài cái đông đặc ra nó có những cái hình chồi cây như thế này nữa là hoàn toàn gặp. Trong trường này có rất nhiều hình chồi cây ở hai bên phổi và phân bố thì có vẻ như là nó không phù hợp với tổn thương lao lắm. Cho nên những trường hợp này cần phải phân biệt với một cái tổn thương viêm phế quản phổi với lại tổn thương lao, vì trên nền có một cái lao cũ. Và
Ngoài ra thì chúng ta thấy có một cái khối ở cái phổi phải. Nhìn thoáng qua chúng ta nghĩ ngay đây là một cái u phổi. Tuy nhiên thì nó có những cái dấu hiệu chúng ta cần phải cân nhắc lại có u phổi hay không. Thứ nhất ấy, là nó nằm ở đúng vị trí rãnh nguyên thủy, nó co kéo rãnh nguyên thủy cong đi như này. Rãnh nguyên thủy nhỏ cũng bị kéo đấy, thì lớn cũng bị kéo về phía cái này. Cái trường hợp mà co kéo những cái ung thư phổi ở ngoại vi mà ung thư biểu mô tuyến ấy, thì nó cũng tăng sinh sơ, cũng gây co kéo. Tuy nhiên là thường không co kéo nhiều đến mức độ như thế này. Khi mà xuất hiện kéo nhiều như này thì chúng ta đặt dấu hỏi liệu có phải là xẹp phổi tròn hay không, tức là một tổn thương tràn dịch màng phổi cũ do lao hay do một nguyên nhân gì đó, viêm mủ màng phổi, xong rồi nó gây ra một cái xẹp phổi tròn. Nếu mà khẳng định chắc chắn là xẹp phổi tròn thì là tổn thương lành tính, chúng ta không phải làm gì. Thì tuy nhiên nếu không khẳng định được thì chúng ta vẫn phải hướng đến một cái tổn thương u phổi và chúng ta phải đi tới cái đích để chẩn đoán nó. Thì khi zoom to cái hình ảnh lên đấy thì thấy cái màng phổi nó bị co kéo gập góc và cái khối nó tiếp xúc cái màng phổi. Và ngoài cạnh cái khối ra có cái giải giống như đông đặc và kéo dài như thế này. Những cái tổn thương như này rất gợi ý một cái dấu hiệu của xẹp phổi tròn và cái màng phổi vị trí tiếp xúc dày đến rất nhiều như này. Tuy nhiên để khẳng định được cái dấu hiệu xẹp phổi bệnh lý xẹp phổi tròn thì nó có mấy dấu hiệu để điển hình. Một là cái dấu hiệu đuôi sao chổi, tức là những cái giải tua gai này nó đồng hướng về phía rốn phổi hết, giống như là cái sao chổi nó bay đi thì tất cả những cái đuôi nó sáng chỉ về một bên thôi, không về không đủ mọi hướng như thế này. Thứ hai nữa là những cái giải tua gai này nó sẽ phân nhánh giống như chân quạ, gọi là dấu hiệu chân quạ. Còn tất cả những cái dấu hiệu mà nó đi ra nhiều hướng khác nhau như này thì nó giống dấu hiệu ánh sáng mặt trời thì người ta vẫn nghi ngờ u. Chính vì vậy thực sự hình ảnh như thế này là chúng ta không loại trừ được u. Và cái trước tiêm thuốc cản quang và sau tiêm quang thì cái tổn thương này vẫn bắt thuốc đáng kể. Cái xẹp phổi tròn ở cái giai đoạn nó không quá lâu thì nó vẫn có bắt thuốc mạnh. Thì giai đoạn vẫn lâu lắm rồi nó mới ít bắt thuốc. Nhưng vì vậy cái với trường hợp như thế này thực sự là phân vân, chúng ta rất khó phân biệt giữa một cái ung thư biểu mô tuyến của phổi và một cái xẹp phổi tròn. Thì cái này thì là những trường hợp như này chúng ta đều cần phải sinh thiết. Thế còn những cái tổn thương khác ở trong trung thất thì có sau tiêm thuốc cản quang thì bệnh có khá nhiều hạch. Những cái này chúng ta rất dễ lạc hướng, nó là một cái di căn của hạch ngay. Vì chúng ta nhất là khi mà chúng ta thấy u rồi chúng ta xem ngay thì tiêm thuốc, xong chúng ta tìm xem có hạch không. Vì cái thì tiêm thuốc cản quang là chúng ta dễ nhìn hạch hơn là những hạch trung thất chỗ mỏng hơn nữa. Thì chúng ta sẽ nghi ngờ ngay là hạch là như cửa sổ chủ phổi này, thì Huy mà nhìn thấy này là nghi ngờ ngay là một cái di căn hạch trung thất, thậm chí cái ranh giới hạch không rõ thâm nhiễm đấy. Và ở rốn phổi cũng có những hạch rất rõ như này. Tuy nhiên khi mà xem ngược lại cái hình ảnh trước tiêm thuốc cản quang thì những cái hạch này nó lại không phải là những hạch để nghi ngờ đến di căn ạ. Hạch này đều là hạch tổn thương cũ hết rồi. Những hạch này thì những hạch ở cửa sổ chủ phổi tỷ trọng rất là cao đấy. Thậm chí là hạch rốn phổi nó vôi hóa hết rồi, dưới trạch ba cái phế quản cũng vôi hóa hết rồi. Như vậy chứng tỏ cái hạch này khả năng nó liên quan đến một tổn thương lao cũ, chứ không nghĩ đến một cái hạch do di căn. Và chính vì vậy mà cái khối này vẫn thực sự là cần là cũng chưa loại trừ được là một cái xẹp phổi tròn, mà cũng có khả năng cao là xẹp phổi tròn nhiều hơn. Thì chúng ta cần phải sinh thiết để phân biệt giữa một cái tổn thương lành tính với một tổn thương u phổi ạ. Xin hết ạ. Vâng, tức là như vậy ở đây có thể xảy ra khả năng hai khả năng, tức là có một cái u trên nền cả một lao phổi cũ đúng không? Với những cái hạch đã có đúng không? Ý kiến thầy Huy nào? Kính thưa thầy Thành, thưa thầy cô, kính thưa đầu cầu Hà Giang, đây trường hợp rất là hay. Và như phân tích của thầy Lưu thì hai khả năng, và có vẻ như là thầy Lưu có hơi thiên về cái xẹp phổi tròn nhiều hơn. Thế thì đúng là nếu mà muốn chẩn đoán rạch ròi chính xác thì cần phải sinh thiết. Tuy nhiên ở trên bệnh nhân này mình cũng phải cân nhắc hết sức kỹ cái chuyện sinh thiết cho bệnh nhân, bởi vì một là cao tuổi 84 tuổi, thứ hai là trên nền một cái viêm gan C và có xơ gan. Không biết cái siêu âm đánh giá đàn hồi gan ở đây có chính xác không, mà đây là đánh giá F5, tức là cái tình trạng xơ gan rất là rõ. Cao tuổi trên 80 và trên nền tảng xơ gan thì thông thường và về mặt thực tiễn thì đối với những trường hợp mà các cụ trên 80 tuổi thì cũng rất hạn chế cái chuyện sinh thiết, bởi vì sinh thiết xong
vấn đề mình có làm được kỳ dụng cụ hay không. Bên cạnh đó lại còn có thể có những cái biến chứng về sinh thiết, ví dụ như là tràn khí hoặc tràn máu màng phổi. Thế thì thông thường nếu như thực trên hình ảnh mình hơi thiên một chút về cái lành tính thì thái độ trên lâm sàng thường hay là theo dõi sau một tháng mình chụp chiếu kiểm tra lại hoặc là điều trị thử bằng cái phác đồ kháng sinh kháng viêm hơn là sinh thiết, bởi vì là lý do nêu ra là trên 80 thì cũng không mổ xẻ được, hóa xạ thì cũng không làm được. Và còn có một cái trường phái nó không chính thống nữa là thôi thì gọi là điều trị thử bằng một cái thuốc điều trị đích, như là em nghĩ là trên cái trường hợp này ở Hà Giang thì hơi khó triển khai cái phương án đó. Vâng, hôm trước buổi trước thì thầy Hiếu cũng có nói nhắc về vấn đề này rồi, nhiều khi chúng ta điều trị thử thì cũng chính là để làm một cái chẩn đoán đúng không? Nếu mà chúng ta thiên về cái phương hướng là có viêm đúng không? Phổi tròn thì chúng ta làm cái hướng điều trị nó nhẹ nhàng hơn trước. Đúng không? Về tiêu hóa thì cô Chi có ý kiến gì không ạ? Thưa thầy Thành và kính chào các anh chị đầu cầu. Cái thứ nhất là về bệnh nhân này thì có tiền sử tăng men gan nhiều lần rồi. Tất nhiên là mình trước đấy là mình chưa có đi tìm nguyên nhân. Và hiện tại bây giờ bệnh nhân vào thì về một cái bệnh cảnh là có tăng huyết áp và chóng mặt. Thế tuy nhiên trên xét nghiệm thì men gan của bệnh nhân tăng khoảng 3 lần và có giảm 3 dòng. Cái siêu âm để đo độ đàn hồi của gan tôi cũng phải nhắc một chút, để trong cái siêu âm để đánh giá độ đàn hồi của gan nó chỉ có thang điểm từ F1 đến F4, và F4 là sơ gan chứ không có F5 ạ. Thế còn để đánh giá cái mức độ nặng của sơ gan thì mình phải tự căn cứ vào các chỉ số về xét nghiệm để sinh hóa, chứ mình không dựa vào cái đánh giá độ đàn hồi của gan. Thế trên bệnh nhân này thì tôi thấy các bạn chỉ cung cấp cái thông tin về đo độ đàn hồi của gan mà không biết là kết quả siêu âm gan của bệnh nhân như thế nào. Dạ, tôi là kết quả siêu âm gan là gan cứ to, bờ không đều như bơ thô, không lấy khối. Các kết quả xét nghiệm pin thì đang gửi cho mình không? Vâng, các kết quả xét nghiệm khác thì để đánh giá về cái sơ gan ở mức độ nào thì tôi thấy các bạn đánh giá cũng đã khá là chính xác rồi, sơ gan ở giai đoạn tre put A. Thế tuy nhiên vì xét nghiệm alpha FP của bệnh nhân này nó hơi tăng một chút, cho nên là rất muốn cần người xem là gan bệnh nhân có khối u hay không, thì theo các bạn vừa đọc cái kết quả siêu âm thì không thấy có vấn đề gì. Thế bệnh nhân này thì cái sơ gan ở giai đoạn tre put A thì mình sẽ phải điều trị căn nguyên và điều trị triệu chứng. Thì một trong những cái mà chúng ta cần phải làm là chúng ta phải tìm các bằng chứng của tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Đấy là sẽ phải cân nhắc nếu bệnh nhân có kết quả nội soi dạ dày thực quản trong vòng 1 năm vừa rồi thì không bắt buộc phải soi lại nữa. Thế còn nếu không có thì chúng ta phải soi xem để xem có giãn tĩnh mạch thực quản hay dạ dày hay không. Bởi vì nếu mà có giãn tĩnh mạch thực quản nhiều, nguy cơ chảy máu nó cao thì mình sẽ phải can thiệp về cái đó. Và cái thứ hai là về điều trị viêm gan C ở trong bệnh nhân lớn tuổi như thế này thì chúng ta sẽ phải cân nhắc. Trước khi điều trị thì mình phải xác định xem là cái nồng độ virus viêm gan C có thể phát hiện được ở trong máu hay không. Và cái việc điều trị viêm gan C thì hiện tại bây giờ với những cái thuốc ức kháng virus trực tiếp thì cái việc điều trị nó không quá là khó khăn. Tuy nhiên mình cũng sẽ phải cân nhắc trong trường hợp nếu mà bệnh nhân có những cái bệnh lý ác tính, ví dụ như là ung thư ở phổi, thì mình cũng sẽ cân nhắc là thôi không cần điều trị, mặc dù cái thời gian điều trị bệnh nhân không dài, chỉ khoảng 12 tuần. Thế còn lại trong trường hợp mà bệnh nhân không có bệnh lý ác tính gì khác, cái tiên lượng sống của bệnh nhân còn dài, thì mình có thể cân nhắc sử dụng các thuốc kháng virus trực tiếp với điều kiện là mình phải phát đợi hiện được cái nồng độ virus viêm gan C ở trong máu á. Em xin hết ạ. Vâng. Cái đo tải lượng virus thì Hà Giang chúng ta làm được chưa ạ? Và báo cáo thầy, đo tải lượng virus gan C chúng em có làm được ạ. Vâng, tốt quá. Về tim mạch thì cô Lý có ý kiến gì không? Kính thưa thầy Thành, kính thưa các anh chị đồng nghiệp ở Bắc Giang, ở Hà Giang. Trong trường hợp này bệnh nhân nữ 84 tuổi thì em không có cái góp ý thêm gì về tim mạch, bởi vì bệnh nhân vào thì tình trạng huyết áp cũng ổn. Và bệnh nhân đang duy trì amlodipine. Trên điện tâm đồ này thì mình không thấy có cái biểu hiện của cái tình trạng thiếu máu cơ tim mà gợi ý cho cái tình trạng đau ngực của bệnh nhân ạ. Thì có thể nó liên quan đến cái tổn thương ở phổi của bệnh nhân thôi. Nên là với bệnh nhân này thì mình sẽ không can thiệp thêm gì về tim mạch, siêu âm tim thì bình thường ạ. Cảm ơn cô Lý. Quay lại chỗ thầy Huy thì với cái tình trạng như này thì thầy định theo cái hướng là điều trị thử như thế nào? Thầy dùng phác đồ như thế nào? Báo cáo thầy thì có lẽ mình nên điều trị kháng sinh kháng viêm trước. Và nếu như bệnh nhân có điều kiện thì có thể mình thử dùng cái thuốc điều trị đích, cái thuốc kháng EGFA. Thì nó cũng bây giờ nó cũng có cái loại generic thì cái giá tiền nó rẻ hơn khoảng 7 triệu một tháng đấy. Thì mình điều trị thử xong một tháng sau mình chụp lại phim. Vâng, nhưng mà nếu chúng ta dùng kháng viêm trước đúng không? Sau bao nhiêu lâu thì
mới nghĩ đến cái chuyện điều trị đích hay là sinh thiết? Thông thường khoảng sau một tháng, tháng sinh viên sau một tháng. Vâng. Cảm ơn thầy Huy. Mấy ý kiến từ Hà Giang ạ? Em xin bổ sung. Mời thầy Lưu ạ, thầy Lưu có bổ sung ý kiến ạ? Em xin bổ sung một chút đây vì vì chắc đến cái sơ gan này là chủ các đơn tính phổi thôi nên là em cũng xem xuống cái gan một chút. Thì cái hình ảnh về mặt hình ảnh các lớp vi tính thì thường không để chừng đánh giá như mô gan thô mới bờ không đều có màng xương nữa, nhưng mà trên hình ảnh các lớp này thì cũng rất rõ là cái hình ảnh sơ gan bờ gan bốc mô rồi. Và ở hạ phân thủy 7 cái này là chụp các lớp phổi thôi, nhưng mà tình cờ thấy một cái ổ giảm tỉ trọng đường kính 15 mm như thế này thì không loại trừ có một cái u gan ở phân hạ phân thủy 7. Thì trước mắt thì các anh chị có thể siêu âm kiểm tra lại vì những cái khối u mà 15 mm chúng ta siêu âm rất dễ bỏ qua đấy ạ. Và mục đích thứ hai nữa là tốt nhất có điều kiện chúng ta nếu có chụp cộng từ chúng ta sẽ chụp cộng từ gan vì những cái u mà kích thước dưới 2 cm thì cộng từ có độ nhạy cao hơn rất nhiều so với siêu âm qua lớp vi tính ạ. Với cái alpha fp 30.6 và cái nốt như vậy ở gan thì cô Chi có ý kiến gì không? Về bệnh nhân này thì em cũng đồng ý với thầy Lưu là mình nên chụp cộng hưởng từ, bởi vì nếu bệnh nhân mà đã có ung thư gan rồi thì cái chỉ định để điều trị về viêm gan C ở trên cái lứa tuổi cao như thế này thì mình sẽ không đặt ra nữa vì điều trị cái ung gan. Vâng, cảm ơn cô chị. Xin mời ý kiến từ bệnh viện tỉnh Hà Giang ạ. Vâng, em xin lưu các ý kiến và thầy vừa mới cho ý kiến mà thảo luận. Thế còn về kháng sinh chống viêm thì chúng em cũng chưa đặt ra bởi vì bệnh nhân này vào thì với triệu chứng chủ yếu là chóng mặt và đau đầu. Thế thì ngày mai thì nếu cần thiết chúng em sẽ làm lại cái vi lăng viêm, và nếu theo cái hướng của thầy Huy thì chúng em sẽ cho thêm cái kháng sinh chống viêm trước, sau đó chúng em sẽ cho chụp cái MRI để xác định xem là cái khối u gan của bệnh nhân ra sao, có kết quả thì chúng em sẽ xin ý kiến thêm các thầy. Vâng, cảm ơn bệnh viện Hà Giang và xin được chuyển sang đầu cầu của